Rồi xin chào các bạn ha. Các bạn quan sát cái hình ảnh ở trên cái slide của mình ha, và các bạn cho thầy biết là trong hình ảnh này chúng ta có những đối tượng sinh vật nào nè. Ví dụ hình thứ nhất, đây là gì các bạn? Hoa phượng thầy Là thực vật hay động vật? là thực vật. À, thực vật. Hình ảnh thứ hai. Là bông cáo. À, cáo là động Là vật hay thực vật? động vật. À, Là động động vật. vật. Nghĩa là động vật. Rồi, cảm ơn bạn. Tiếp theo, hình ảnh thứ ba là động vật hay thực vật? Thực Là thực vật. vật. À, thực vật. Hình ảnh thứ tư. Là thực vật. Thực vật. Hình ảnh thứ năm. Là động vật. À, Động động vật. vật. Hình ảnh thứ sáu. Thực vật. Động Là động vật. vật thì À, động vật. Vậy các bạn thấy là trong 6 hình ảnh trên chúng ta thấy là có những động vật và thực vật đúng không ạ? Vậy thì giữa động vật với thực vật nó khác nhau ở chỗ nào và nó có những điểm gì giống nhau hay không? À, bây giờ chúng ta sang nội dung của bài số 2, phân biệt động vật với thực vật và tìm hiểu đặc điểm chung của động vật. Rồi, chúng ta ghi cho thầy cái tiêu đề của cái bài số 2 vô ha. Những bạn vô sau thầy chưa có điểm danh được thì cuối giờ thầy sẽ điểm danh tiếp nha. Rồi chúng ta ghi cho thầy nội dung của cái tiêu đề bài số 2 vô dùm thầy. Rồi, đầu tiên chúng ta đi vào nội dung thứ nhất ha các bạn. Phân biệt động vật với thực vật. Các bạn quan sát cho thầy hình ảnh 2.1. Đây là một cái thực vật ha, và đây là động vật. Vậy thì các bạn quan sát cho thầy tế bào của hai cái tế bào của thực vật với tế bào của động vật nó có điểm gì giống nhau các bạn? Có điểm gì giống nhau các bạn? Giữa thực vật với động vật có điểm gì giống nhau không các bạn? Cơ thể của thực vật thì được cấu tạo từ cái gì đây các bạn? Ai biết nè? Cơ thể của một cái thực vật, một cái cây này nó được cấu tạo từ gì đây? Đây là cái gì? Đây được gọi là gì đây các bạn? À, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào đúng không? Còn ở động vật, cơ thể của động vật được cấu tạo từ gì đây? tế bào. À, cũng đều từ tế bào. Vậy giữa thực vật với động vật nó đều được cấu tạo, cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào đúng không ạ? Đó là điểm điểm giống ha. Rồi bây giờ về điểm khác, xin lỗi, về điểm giống nữa thì các bạn thấy là một cái cây khi mà chúng ta gieo một cái hạt xuống đất và sau một thời gian thì cái cây này nó như thế nào các bạn? Nó sao đây? Nó lớn lên. À, nó lớn lên rồi nó bắt đầu làm gì? Nó ra cái gì, nó tạo cái gì các bạn? Một cái cây lớn lên bắt đầu ra gì đấy các bạn? Là À, ra lá, ra hoa, ra quả đúng không? Và cái việc ra hoa, ra quả này để tạo ra những cái hạt thì mình gọi đây là hình thức sinh sản của thực vật đúng không? Vậy thì đó là cái việc sinh sản của thực vật ha, lớn lên và bắt đầu sinh sản. Còn ở cái con mèo này chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn và khi mà nó lớn lên thì nó cũng bắt đầu sinh sản đúng không ạ? Vậy thì giữa thực vật với động vật nó có điểm giống nhau nữa, đó là đây đều có quá trình lớn lên và quá trình sinh sản, được chưa? Thì quá trình sinh sản. Rồi, còn điểm khác biệt giữa động vật với thực vật khác biệt ở chỗ nào các bạn? Các bạn quan sát kỹ lại cái tế bào của thực vật với cái tế bào của động vật đi. Có điểm nào chung và có điểm nào mà chỉ có ở một cái loài, chỉ có ở một cái tế bào của cái loài đó có thôi. Nhìn lại, quan sát lại giùm thầy coi giữa tế bào thực vật với tế bào động vật nó có điểm gì khác biệt các bạn. thầy điểm giống của tế bào thực vật với tế bào động vật là chúng được có màng tế bào hóa nhân của tế chất vi sinh. Sự À, khác nhau là tế bào thực vật có thành celluloid và tế bào động vật không có. à đúng rồi, chính xác, cảm ơn bạn Trâm ha.
Chúng ta quan sát hai cái tế bào thực vật với tế bào động vật thì chúng ta thấy là hai cái tế bào này nó có điểm giống nhau, đều có cái màng tế bào nhân, được chưa, và màng sinh chất. Riêng ở tế bào thực vật thì nó còn có một cái vách tế bào ở bên ngoài. Cái vách tế bào này thành của nó là cellulose, cho nên nó làm cho cái tế bào của thực vật cứng, cứng, có một cái thành cellulose ở bên ngoài. Đó là điểm khác biệt thứ nhất. Điểm khác biệt thứ hai các bạn thấy là giữa động vật với thực vật, về cái quá trình dinh dưỡng đó, cái cây này nó muốn lớn lên thì nó cần quá trình gì các bạn? Quá trình gì mà cần ánh sáng nè, nước nè, khí CO2 nè, quá trình gì? Quang hợp. Quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ cho nó, đúng không ạ? Để tổng hợp chất hữu cơ. Vậy thì cái hình lấy nước muối khoáng từ dưới đất lên, đúng không, và ánh sáng, theo nhờ ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ. Hình thức đó người ta gọi là hình thức tự dưỡng ha, tự khả năng tổng hợp chất hữu cơ. Còn đối với con mèo thì các bạn thấy nó đang nó muốn để ra tìm thức ăn thì nó đang làm cái gì đây? Các bạn nhìn vào một cái hình ở trên đây, chúng ta thấy là con mèo này muốn muốn no, muốn ăn, muốn phát triển thì nó có làm gì các bạn? Nó phải làm gì đây? Đi bắt À, nó phải bắt con mồi, đúng rồi, nó phải đi bắt mồi, đúng không, để cho nó ăn ha. Vậy thì cái quá trình dinh dưỡng giữa động vật với thực vật chúng ta thấy nó có sự khác biệt. Cái cây này nó lớn lên được là nhờ quá trình tổng hợp chất hữu cơ, tự tổng hợp chất hữu cơ cho bản thân nó để nó lớn lên. Còn đối với động vật là muốn lớn lên, cơ thể lớn lên thì phải đi tìm thức ăn. Cái hình thức mà đi tìm thức ăn đó người ta gọi là quá trình dị dưỡng, lấy thức ăn từ bên ngoài vào trong cơ thể gọi là dị dưỡng ha. Còn đối với cây, đối với thực vật thì hình thức dinh dưỡng của thực vật là tự dưỡng, có nghĩa là tự khả năng tổng hợp chất hữu cơ. Đó là điểm khác biệt thứ hai. Điểm khác biệt thứ ba, điểm khác biệt thứ ba chúng ta thấy là gì? Bây giờ các bạn buồn gì đó, các bạn ra các bạn ngồi nói chuyện với cái cây nó có giao lưu với bạn được không? Nó có trả lời bạn được không? Không. dạ không không Nhưng mà bạn lại bạn bạn chọc lét con chó con mèo thì nó làm sao? Nó có cảm giác nhột không các bạn? Nhột dạ quá. có Hoặc là ở về ở nhà của mình kêu con chó con mèo thì nó chạy lại, đúng không? Vậy thì nhờ đâu, nhờ yếu tố dạ mà con chó con mèo nó có đặc điểm đó mà cái thực vật nó không có đặc điểm đó các bạn? Nhờ đâu mà chúng ta kêu con mèo nó nghe, nó quay lại chúng ta, hoặc là chúng ta đi đâu về con chó nó thấy chúng ta nó mừng, hoặc là chúng ta quánh con chó con mèo, đánh con chó con mèo nó la, nhờ đặc điểm nào các bạn? Mà chúng ta khi mà Dạ. chúng ta lấy cái cây ra, chúng ta đánh vào cái cây, một một cái gốc cây lớn này, nó có biết đau không? Dạ Không. không. À Dạ không. không. Vậy ở động vật với thực vật nó khác nhau điểm nào, có cái gì các bạn? Khác nhau là về khả Động năng vật di có cảm chuyển. giác, khả năng gì? Bạn nói là khả năng di chuyển, đúng rồi. Con mèo, con động vật thì có khả năng di chuyển, đúng không? Còn thực vật thì có khả năng di chuyển không? Dạ không. Dạ À không. không. Rồi, nhưng mà rồi quay lại đặc điểm khác biệt nữa nè. Bây giờ con mèo chúng ta đánh nó la, nó kêu. Còn đối với cái cây chúng ta đánh nó có cảm giác không? Dạ không. Không. Dạ không. Không có cảm giác. Vậy thì giữa động vật với thực vật nó khác nhau điểm nào các bạn? Động vật nó có cái gì mà Khác nó biết nhau đau? là có cảm giác. Động vật có thể di chuyển, Hệ thực thần vật kinh có và thể di giác chuyển. quan. Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn bạn. Là động vật nó có hệ thần kinh và giác quan cho nên nó có cảm giác, còn thực vật thì không có ha. Thì đó là những điểm khác biệt, được chưa? Rồi, ở đây thì chúng ta thấy là gì đây? Về cấu tạo tế bào đều có cấu tạo tế bào hết ha. Thành cellulose ở thực vật thì có ha, còn ở động vật thì không có thành cellulose. Quá trình lớn lên và sinh sản cả tế bào động vật và cả động vật và thực vật đều có ha. Về chất hữu cơ nuôi cơ thể thì thực vật nó tự tổng hợp, còn động vật thì nó phải lấy thức ăn từ bên ngoài, gọi là hình thức dị dưỡng đó. Khả năng di chuyển thì động vật nó có khả năng di chuyển, còn thực vật thì không. Và hệ thần kinh và giác quan động vật thì có, còn thực vật thì không có ha. Rồi, vậy thì tóm lại ở đây chúng ta thấy rằng là giữa động vật với thực vật điểm giống nhau là đều có cấu tạo tế bào lớn lên và sinh sản. Về khác nhau là khả năng di chuyển, dinh dưỡng và thành tế bào, cấu tạo thành tế bào. Giống nhau đều được cấu tạo từ tế bào, đều có khả năng lớn lên và sinh sản, được chưa? Các bạn thấy đây, hình ảnh hai hình ảnh một cái cây nhỏ và qua qua một thời gian bắt đầu nó trưởng thành, nó lớn lên. Đây là những chú cún con nhỏ và con này là những chú cún mẹ ha.
Rồi khác nhau đều có khả năng xin lỗi khác nhau là đặc điểm dinh dưỡng. Thực vật thì nó tự tổng hợp chất hữu cơ, còn động vật thì nó lấy chất hữu cơ từ môi trường bên ngoài. Thành tế bào của thực vật có cellulose bên ngoài, còn động vật thì không có. Về khả năng di chuyển thì thực vật nó không có khả năng di chuyển, còn động vật thì có khả năng di chuyển. Được chưa? Và hệ thần kinh và giác quan. Okay. Rồi. Rồi chúng ta cho thì cho các bạn 2 phút để chúng ta ghi nhận nội dung này vào trong tập của mình nha. Điểm khác biệt giữa động vật với thực vật giống nhau, đều có cấu tạo tế bào, có khả năng lớn lên và sinh sản. Về khác nhau, thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, còn động vật thì có khả năng lấy chất hữu cơ từ ở bên ngoài. Còn thực vật, đặc điểm khác biệt thứ hai là có thành cellulose ở tế bào, còn động vật thì không có. Thực vật thì không có khả năng di chuyển, còn động vật thì có khả năng di chuyển. Thực vật thì không có hệ thần kinh và giác quan, ở động vật thì có hệ thần kinh và giác quan. Rồi chúng ta ghi nhận nội dung này vô các bạn. Đây là nội dung chúng ta ghi bài đó em. Rồi cái phần này tí xíu nữa thầy sẽ quay lại tiếp để các bạn ghi bài tiếp vô ha. Bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung tiếp theo. Vậy thì ở động vật nó có đặc điểm gì chung? Chúng ta sang nội dung thứ hai. Đặc điểm chung của động vật. Rồi bây giờ chúng ta nghiên cứu cho thầy cái đoạn thông tin ở dưới đây và trả lời cho thầy ha. Đặc điểm thứ nhất có khả năng di chuyển. Động vật có khả năng di chuyển không? Rồi động vật có khả năng di chuyển. Tiếp theo tự dưỡng tổng hợp chất hữu cơ từ nước và CO2. Động vật có đặc điểm này không? À, không. Không Có hệ thần kinh và giác quan. như có có Rồi, dị dưỡng khả năng dinh dưỡng nhờ lấy chất hữu cơ có sẵn từ môi trường. có Có. có Có, đúng rồi. Không có khả năng tổng hợp nếu thiếu ánh sáng mặt trời. không À không. Vậy thì thông qua cái nội dung bài tập này thì chúng ta cho thầy biết ở động vật nó có đặc điểm gì chung nè. Có đặc điểm gì chung các bạn? có khả năng di chuyển, có hệ thần À kinh, giác quan, dị à có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan và có khả năng dị dưỡng ha. Rồi. Rồi các bạn ghi tiếp cho thầy nội dung thứ hai, đặc điểm chung của động vật ha. Động vật nó có những đặc điểm chung sau: có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan và sống chủ yếu là dị dưỡng ha. Rồi,
À, phần này chúng ta sẽ tiếp tục ghi bài tiếp tiếp theo, tí xíu thì mình sẽ quay lại tiếp cho các bạn ghi ha. Bây giờ chúng ta sang nội dung tiếp theo nha các bạn. Vậy thì ở trong môn sinh học lớp 7 của chúng ta, cái giới động vật này nó được phân chia như thế nào? Chúng ta sẽ đi qua nội dung thứ ba, sơ lược phân chia giới động vật. Thì ở đây các bạn thấy rằng ở động vật với số lượng khoảng 2 khoảng gần 1,5 triệu loài được chia ra làm 20 ngành. Thì trong chương trình sinh học lớp 7 chúng ta chỉ tìm hiểu một số ngành điển hình thôi, chúng ta sẽ không tìm hiểu hết tất cả các ngành động vật mà các nhà khoa học đã phân chia, được chưa? Rồi, thì đó là những ngành nào. Thì trong chương trình sinh học lớp 7 thì chúng ta sẽ có cái có hai cái ngành động vật lớn, đó là ngành động vật là động vật có xương sống và động vật không xương sống. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái phân loại lớn này, đó là động vật có xương sống và động vật không xương sống. Rồi, ở ngành động vật không có xương sống thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các ngành động vật sau. Thứ nhất là ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, các ngành giun, ngành thân mềm và ngành chân khớp. Đây là hình ảnh của các đại diện của các ngành mà chúng ta sẽ được lần lượt tìm hiểu thông qua những cái nội dung, những cái bài sau nữa ha. Về ngành động vật không xương sống nè, động vật không xương sống thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các ngành nè, động vật nguyên sinh, ruột khoang. Xin thầy bổ sung thêm ha, ngành động vật nguyên sinh với đại diện là con trùng, roi nè. Ngành ruột khoang với đại diện là thị tức nè, ngành các ngành giun với đại diện là giun đất, ngành thân mềm với đại diện là con trai sông ha, ngành chân khớp với đại diện là con châu chấu. Đây là một số hình ảnh của các đại diện ở ngành động vật nguyên sinh ha. Trong chương trình sinh học lớp 7 mình về ngành động vật nguyên sinh thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái 7 ngành này thôi: trùng roi, trùng biến hình, trùng đế dày, trùng kiết lỵ và trùng sút rét. Về ngành ruột khoang thì chúng ta sẽ tìm hiểu các đại diện như là thị tức, sứa, hải quỳ, san hô. Các ngành giun như là ngành giun tròn, ngành giun dẹp và ngành giun đốt. Đến những cái nội dung này thì thầy sẽ giới thiệu kỹ cho các bạn những cái đại diện này ha. Rồi, đây là các hình ảnh về các đại diện ở ngành thân mềm. Ở đây là những cái đại diện ở ngành chân khớp. Rồi ngành thứ hai, loại động cái nhóm thứ hai đó là nhóm động vật có xương sống, thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua các lớp, đó là lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp lớp thú ha. Rồi đây là một số các đại diện ở cái ngành động vật có xương sống: lớp cá, lớp lưỡng cư, rồi lớp bò sát, lớp chim, lớp lớp thú. Rồi đây là hình ảnh các đại diện ở ngành động vật có xương sống ha. Rồi thầy giới thiệu một số các đại diện ở cái ngành các ngành mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong cái chương trình sinh học lớp 7 của mình ha. Rồi có 20 ngành nhưng mà chúng ta chỉ lần lượt tìm hiểu qua một số ngành thôi, đó là ngành động vật không xương sống như là ngành động vật nguyên sinh, ruột khoang, các ngành giun, thân mềm, chân khớp; ngành động vật có xương sống như là các lớp cá, lưỡng cư, bò sát, chim và lớp thú. Rồi chúng ta ghi nhanh cho thầy cái nội dung mà này vào trong tập của mình nha. Rồi vậy thì chúng ta đã tìm hiểu qua ba cái nội dung ở cái bài đầu ở bài số 2 này. Thứ nhất là chúng ta đã phân biệt được động vật với thực vật qua những điểm giống và khác nhau.
chúng ta biết được động vật nó có những đặc điểm nào chung, và ở cái ngành động vật mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái năm học này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua những cái đại diện nào, những cái ngành nào về phân loại. Rồi, vậy thì ở động vật nó có vai trò gì đối với con người cũng như môi trường tự nhiên hay không? Đây là nội dung thứ tư và cũng là nội dung cuối cùng trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, cái chúng ta dừng viết ở đây ha các bạn, chúng ta sẽ viết tiếp tục ở nội dung sau ha. Tí xíu thầy sẽ quay lại cho các bạn ghi. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ tư, vai trò của động vật đối với con người. Vậy thì qua bốn hình ảnh này các bạn cho thầy biết là động vật nó có những vai trò gì hay không? Có những vai trò gì hay không? Thứ nhất, đây là những hình ảnh đây. Những hình ảnh các bạn thấy. Thì động vật nó có vai trò gì các bạn? Theo các bạn nó có vai trò gì đây? Động vật có vai trò quan trọng với đời sống con người. Có vai trò quan trọng, nhưng mà quan trọng như thế nào? Cụ thể. Làm thế nào, làm công việc, làm thức ăn. À đúng rồi, theo bạn bạn nói là làm thú nuôi là giúp con người phục vụ sức lao động, giải tỏa căng thẳng, phục vụ vui chơi giải trí đúng không? Rồi làm thức ăn ha. Rồi cảm ơn bạn. Rồi đầu tiên theo như bạn nói vừa rồi chúng ta thấy là gì? Thứ nhất là cung cấp nguyên liệu cho con người. Đây các bạn thấy là làm thực phẩm cho con người đây. Cung cấp thực phẩm cho con người. Đây là gì đây các bạn? Đây là gì các bạn? Cái gì mà của con cừu á, người ta lấy để người ta may quần áo đó. Long với thầy. Đúng rồi, làm nguyên liệu ha, làm nguyên liệu để may mặc trong cái thời trang nè. Bên cạnh đó da của con trâu con bò cũng có thể làm dùng để đóng giày được ha, cung cấp nguyên liệu cho con người. À, tiếp theo chúng ta thấy là vai trò thứ hai ở đây là động vật nó có vai trò là dùng để làm vật thí nghiệm. Vậy thì con người muốn chế tạo ra một cái sản phẩm dược phẩm hoặc một loại thuốc nào đó thì đầu tiên người ta sẽ dùng trên cho động vật, nghiên cứu trên động vật và sau đó người ta mới tiêm cho con người ha. Tiêm cho con người thì đây là một số các đại diện mà con người chúng ta sử dụng để làm vật thí nghiệm ha. Rồi, hỗ trợ con người trong quá trình lao động, đúng chưa? Ngày xưa mình có cái câu là con trâu đi trước cái cày đi sau. Ngày nay thì chúng ta thấy là con trâu mà còn cày như thế này nữa là đã lỗi thời rồi, đúng không ạ? Rồi, hồi nãy bạn nói là phục vụ cho con người trong các vấn đề là giải stress, đúng không? Các bạn thấy là những cái động vật mà nó trong cái rạp xiếc nó làm cho nó đem lại cho chúng ta cái nguồn vui học thì đây là một phục vụ cho con người, hỗ trợ cho con người nè. Bên cạnh đó thì các bạn thấy là trong công việc, đặc biệt là trong cái ngành quân đội thì trong cái nghiệp vụ á, thì người ta sử dụng các loài động vật như là chó để hỗ trợ trong cái việc là điều tra tội phạm chẳng hạn ha. Rồi bên cạnh đó thì đó là đối với con người, còn đối với tự nhiên động vật nó cũng góp phần hỗ trợ cho tự nhiên rất nhiều. Đây là hình ảnh gì đây các bạn? Con chim với con ong nó đang làm nhiệm vụ gì đây? Đúng rồi, giúp thụ phấn cho cây, đúng không ạ? Giúp thụ phấn cho cây ha. Chim bắt sâu. Đúng rồi, chim bắt sâu, ong bướm giúp thụ phấn cho cây ha. Bên cạnh những mặt lợi ích đó thì chúng ta thấy là động vật nó còn có những cái động có mặt tác hại. Ví dụ như đây là hình ảnh thứ nhất là con muỗi nè, nó gây nó tác hại gì các bạn? Nó gây ra bệnh sốt xuất huyết. Đúng rồi, bệnh sốt xuất huyết, sốt rét vân vân, đúng không? Rồi hình ảnh thứ hai đây là con chuột gây tác hại gì đây? Lúa. Đúng rồi, nó ăn lúa, nó phá hoại mùa màng, đúng không ạ? Rồi rất là hay ha, rất là giỏi. Rồi tiếp theo một số loài chim thì làm gì có tác hại gì các bạn? Ăn quả của cây, Ăn quả của cây thì Đúng rồi, nó ăn quả của tra ăn ăn quả của những cây trồng của của những người nông dân, đúng không? Rồi một số loài bướm mà nó đẻ ra những ấu trùng nở thành những con sâu này các bạn thấy là gì? Nó ăn những cái lá, đúng không? Nó ăn lá như thế này các bạn thấy là tác hại đối với nông nghiệp rất là lớn ha. Vậy thì đó là những cái bề mặt tác hại của động vật đối với con người ha. Bên cạnh đó thì có một số loài động vật nó cũng gây các bệnh truyền,
nhiễm sang con người, ví dụ như bệnh dịch hạch là do từ con chuột, hiểu chưa? Rồi, hoặc là bệnh dại từ các loài chó dại nếu không bị chơi tiêm chủng ha. Rồi, hoặc là dơi gây bệnh dịch Ebola ha. Và hiện nay các bạn thấy rằng có một cái thông tin là cái dịch bệnh mà SARS-CoV-2 này có nguồn gốc từ các loài dơi này ha, thì nó cũng rất là nguy hiểm, và các bạn thấy là bệnh dịch nó đang lan truyền cả khắp thế giới rồi ha. Rồi, ở đây thì tóm lại chúng ta thấy là gì, đối với động vật nó cung cấp cho thực phẩm con người như là bò, gà, lợn, vịt vân vân ha, cung cấp lông để như là cừu, da như là hổ, báo, voi, trâu, bò. Rồi đối với dùng làm thí nghiệm thì đối với nghiên cứu học tập, ví dụ như trong quá trình chúng ta học chúng ta nghiên cứu về động vật thì chúng ta thường hay làm thực hành như là ếch, chim, chuột vân vân. Rồi để dùng làm trong khoa việc mà sử dụng thuốc thì người ta còn có sử dụng như là các động vật như là khỉ, chuột, chó. Rồi đối với động vật mà hỗ trợ cho con người trong việc lao động như là trâu, bò, ngựa, ngày xưa các bạn thấy là chưa có phương tiện di chuyển thì người ta đi xe ngựa, xe thồ ha, hoặc là chở những cái vật nặng như là nhờ những cái con voi kéo gỗ từ trên rừng xuống, hoặc là dùng trâu bò để cày ha. Rồi về giải trí thì chúng ta thấy là người ta có nuôi vẹt, các nuôi vẹt để làm mà con vật cảnh ha, hoặc là chúng ta thường hay đi xem những cái chương trình mà có động vật để xiếc như là xiếc cá heo, xiếc khỉ. Rồi về thể thao thì chúng ta thấy là có những cái người ta sử dụng chó vào trong mục đích như phục vụ việc vui chơi của người, ví dụ như là đua chó, đua ngựa. Việt Nam của mình đang có một cái trường đua chó ở Vũng Tàu các bạn, đua ngựa ha. Rồi bảo vệ an ninh như là chó ha, dùng chó để cho đánh hơi những cái người mà buôn lậu ma túy, buôn lậu những cái loại thuốc cấm đó các bạn, hoặc là để điều tra những cái tên tội phạm, dấu vết của những tên tội phạm gì đó ha. Động vật truyền nhiễm, truyền bệnh sang con người như là mũi rệp, con rệp này các bạn biết con rệp này nó nằm ở đâu không ạ? Dạ không. Con rệp này mà nếu như nhà bạn nào, đặc biệt là trên giường ngủ bạn nào á, mà không giữ vệ sinh, thường xuyên giặt giũ mình mồm rồi đó, thì thưa con rệp này nó thường hay chui vô đó, nó cắn làm chúng ta ngứa ngáy, chúng ta ngủ không được á, con rệp ha. Rồi về vai trò ha, cung cấp dược nguyên liệu thực phẩm, da lông, làm vật thí nghiệm trong học tập nghiên cứu khoa học, hỗ trợ con người trong lĩnh vực giải trí, thể thao, bảo vệ an ninh, động vật truyền bệnh cho con người ha. Thì đó là một số các vai trò của động vật. Chúng ta ghi nhận đây là toàn bộ những cái nội dung mà chúng ta ghi trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn ghi bài đi, thầy cho các bạn thời gian ghi bài bổ sung cho nó đầy đủ ha. Trong thời gian đó thì thầy sẽ điểm danh lại nha. Bạn nào có tên thì thì các bạn đọc giùm thầy ha. Cẩm Giang. Cẩm Giang có không em? Dạ có. Dạ. Minh Hoàng. Minh Hoàng có không? Rồi Minh Hoàng vắng ha. Thanh Huyền. Em có nha. Thanh Huyền có không? Minh Hoàng có không em? Minh Hoàng em có. Rồi. Thanh Huyền. Dạ có. Như Huyền. Như Huyền vắng ha. Minh Khôi. Rồi. Dạ. Minh Nhật. Minh Nhật có không em? Dạ rồi. Có thầy ơi. Như Huyền có ha. Rồi Thanh Phong. Thanh Phong có không? Rồi Thanh Phong vắng ha. Phú Phong.
Dạ có thầy. Phú Phong đúng không? Dạ. Ừ. Quỳnh Tân. Quỳnh Tân có không? Rồi Quỳnh Tân vắng ha. Ngọc Thơ. Rồi. Hà Trang. Có thầy ơi. Rồi. Quốc Triệu. Dạ có thầy. Rồi. Hải Yến. Thầy. Rồi. Vậy thì lớp mình hôm nay vắng hai bạn, đó là bạn Phú Phong với bạn Quỳnh Tân ha. Phú Phong có mà thầy. Phú Phong có không? Dạ có. Thanh Phong mới đúng thầy ơi. À Thanh Phong, thầy xin lỗi. Thanh Phong. Rồi Thanh Phong. Rồi xin lỗi Phú Phong nha. Tiếng Vị có rồi, thầy điểm danh rồi Vị. Rồi chúng ta ghi nhận nội dung này vào trong tập của mình nha. Rồi qua nội dung bài này học của chúng ta ngày hôm nay, các bạn có vấn đề gì để cần để trao đổi thêm không? Cho em hỏi một câu nhưng mà ngoài bài được không thầy? Rồi. Cá heo có phải là đụng vô con cá nóc là nó kiểu là giống như là phê pha đúng không thầy? Sao em nói lại coi cái gì? Con cá heo. Con cá heo đụng vô con cá nóc là kiểu là giống như nó phê pha bay lắc đúng không thầy? Phê pha bay lắc hả? Tại sao em biết điều đó? Tại vì em ở nhà em thấy chị em nói là con cá heo nó đụng vô con cá lóc là giống như nó phê pha bay lắc gì đó. Rồi con cá heo mà đụng vô con cá nóc á hả? Rồi các bạn biết là con cá nóc thì nó thường hay bị nó có cái gì, có những cái gai khi mà nó bị dọa nạt, nó bị tấn công thì cái người của nó phùng lên đó. À, thì nếu như mình đụng vô cái những cái gai đó thì nó có chất độc. À, hoặc là thậm chí là con người của chúng ta mà ăn vào cái con cá nóc này vào thì bị ngộ độc, và có rất nhiều trường hợp là chết vì do ăn cá nóc này. À, còn cái vấn đề của bạn, bạn nói là con cá heo mà nó đụng con vô con cá nóc là phê pha là thầy cũng không có rõ lắm ha. À, cái chỗ này chắc là nói vui thôi ha. Còn đối với con người của mình thì loài cá nóc thì nó rất là độc và rất là nguy hiểm. Nghe chưa? Rồi.